Xin kính chào quý vị các bạn. Mình đến từ đại lý đồ chơi. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mã sản phẩm T6 tàu thủy mini nhỏ gọn, xinh xắn. T6 là một chiếc tàu thủy mini được nhỏ gọn với lực đẩy bằng hai cánh quạt cực bé phía sau. Với thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể dễ dàng điều khiển trong bể bơi, bồn tắm hoặc bạn có thể chơi trong bể cá. Thời gian chơi liên tục từ 8 đến 10 phút. Thời gian sạc khoảng 12 đến 15 phút. Có màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu xanh lá cho bạn lựa chọn. T6 được làm từ chất liệu nhựa tổng hợp cực bền và cực kỳ an toàn cho bé khi chơi. Với cách điều khiển dễ dàng, T6 có khả năng lên, tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải một cách êm ái. Chắc chắn đây là một món quà thú vị dành cho các bé. Vỏ hộp tàu T6, T6 được đựng trong hộp nhựa nhỏ gọn, giúp bạn dễ dàng vận chuyển mang khi đi lại. Điều khiển được gắn trực tiếp trong hộp. Sản phẩm bao gồm một tàu T6, một điều khiển từ xa, anten điều khiển, hai chân vịt phụ, và cuối cùng là một sách hướng dẫn sử dụng. Công tắc bật nguồn, vị trí lắp sạc, T6 được sạc trực tiếp từ điều khiển của bạn thông qua dây cáp USB. T6 có thể sạc trực tiếp giúp bạn có thể thoải mái khi chơi mà không lo hết pin. Điều khiển sử dụng 40 con thỏ. Công tắc bật nguồn. Khi cắm sạc, đèn trên sẽ báo đỏ, khi đẩy nó sẽ tự tắt. Khi mở bên trái, lúc T6 tiến, lùi, bên phải lúc T6 rẽ trái,
sẽ phải. Puedes hacer zoom porque es muy chiquito.
Chào bác sĩ ạ.